Kể từ đó chim ngừng hót. Trời ơi. Hãy rồi đừng cười nhé. Vợ không cười nhé. Cứ cười nha chim nha. Ôi ơi. Không, sức khỏe nha, khoai lang nha. Không, vợ nhịn, vợ nói chim là không coi lang. Nhảy dạng chân đi anh, thì em đi mà nhảy. Nè, vợ ơi, Dạ. tại sao nhị nhi 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 lêu lêu chồng? Blog nhé. Không. À, chị Phương lêu lêu chồng này. Chị Phương ha 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 ha, nhi nhi ha ha, hà mun ha ha, tại sao mọi người ha ha nhiều? Tầm này pup pup để còn phải nhẹ nhàng chứ đừng có đùa. Thank you cả Guys, orang-orang tuh pada Vi kasih sate, Vi kasih ikan gabus, Vi kasih ini guys. Itu masih hari ya guys ya. Jadi masih ada buat hari besok, hari besok, hari besok, dan hari besok ya. Enggak semuanya dimakan satu hari gitu ya guys ya, paham? Enggak semuanya hari ini harus makan ikan gabus, harus makan sate, harus makan itu semuanya. Thank you, terima kasih mọi người. Terima kasih Indonesia. Anak orang lah Cảm kamu. ơn, cảm ơn anh chị nha. Cảm ơn các anh, các chị và các bạn rất nhiều. Có đi từ lúc em đi cắt cắt dây khoai lang thì bây giờ em đã đi bao giờ đâu? Này có ông mà cái gì mới đi đá bóng không anh, sợ mà. Người ta bảo là một người khỏe là hai người vui, bê bà mẹ bom mà một người đau cả nhà vui. Ồ thì em đau để cho mọi người sung sướng đó mà. Mas. Mình lúc đầu mình đã thấy nghi nghi rồi, mình đã thấy các con vợ này có điểm rồi, đã thấy nghi nghi rồi, thế à, vẫn bị thao túng. Đau nhưng mà sướng à, đau lại còn sướng. Cháu ơi, Ơi vợ đi về nha. ừ. Em lại gọi điện sao rồi? Vợ đi về đi. Dạ, để một tí nhá. Ừ. Trong thì cái gì? Chồng thích kít này. Để một tí nha, vợ đi về nha, kít nha. Không không không, hôm nay không kít nhá, đợi một tí. Hôm nay kít nhá, hôm nay không kít. Tại sao? Hôm nay kít Tại là sao còn không kít muốn? hả? Tại sao không muốn hôm nay? Hôm nay kít là khoai lang mọc mầm. Cười cười nó rung vãi hôm nay Sao đến kít là khoai mọc mầm, no good, hiểu không? sao đến thời điểm à không gọi xin là đi đi không Thôi được mẹ. con Mẹ nó cười. hả
vừa đi ngon đi chơi. Oh no, oh, mau xài gì đó mà.